Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Chúa cho chúng con một tuần lễ qua được bình an. Và ngày hôm nay chúng con dành ra cái thời giờ này để chúng con được thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con kính dâng tôi tớ của Chúa, một sư đoàn tướng, các anh em con trong sự hát thờ phượng Chúa, ca ngợi Ngài. Cũng như con cái của Chúa ngày hôm nay, mặc dầu bận rộn trong công việc làm cũng như con cái gia đình, nhưng mà chúng con biết ơn Chúa thì cho qua chúng con qua đường lai này, chúng con được thông công với nhau, được thờ phượng Chúa, được nghe lời Chúa và được thờ trao đổi học hỏi lời Chúa. Chúng con rất là được khích lệ, tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện xin dâng cái thời giờ này cho Chúa, xin Chúa sức dầu trên lời của Ngài để qua tôi tới Chúa, lời của Chúa thăm viếng chúng con, dạy dỗ hướng dẫn chúng con để chúng con sống một đời sống kính sợ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, và đặc biệt ngày hôm nay chúng con hòa lòng với hàng tỷ con cái Chúa trên thế giới này để rồi tôn cao Chúa, chúc mừng Chúa Giáng sinh. Vì cảm ơn Chúa Ngài đến không phải là một con người bình thường, nhưng mà Ngài đến giống như là đấng lạ lùng, đấng ngu lận, là Đức Chúa Trời bình an, là Cha đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa để chúng con nếm trải được tình yêu lạ lùng của Ngài đang khi chúng giữa thế gian đầy tội lỗi này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm, xin Chúa sức dầu để rồi qua thì giờ này mỗi chúng con được rích lệ, được lớn lên, được mạnh mẽ trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa sức dầu cho đường lai được yên tĩnh để chúng con được thông công với nhau cách rõ ràng. Chúng con cảm ơn Chúa, và Chúa cũng cảm ơn Chúa mỗi chúng con để chúng con được tươi mới qua lời của Ngài trong tối hôm nay. Chúng con tạ ơn Ngài, và chúng con dâng hết thảy anh em tôi tới con cái của Chúa trong sự thờ phượng Chúa, trong sự hát ca ngợi Chúa, và trong sự thông công cầu nguyện cầu thai, và chúng con được tràn đầy phước mới của Chúa trong tối đêm nay. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Xin xin phép được đọc cái bài cái bài đọc của One Way New, cái tựa đề là ma quỷ sẽ làm hỏng Giáng sinh của bạn bằng ba điều này. Nên nghĩ là bài này rất là được khích lệ, xin phép được đọc, nó cũng không có dài lắm nên rất là được ý nghĩa. Giáng sinh là khởi điểm con người khắp thế giới vui mừng kỷ niệm Chúa Giêsu xuống thế gian vì yêu nhân loại, nên ma quỷ chắc chắn rất không hài lòng và sẽ tìm cách quấy phá. Vậy bạn sẽ làm gì để kế hoạch Giáng sinh của mình không bị đổ bể và có được niềm vui trọn vẹn? Tập trung vào thứ khác. Ma quỷ luôn lôi kéo sự chú ý của con người ra khỏi Chúa, nhất là trong các thời điểm mà Ngài luôn được nhớ đến. Cụ thể, con người hay tập trung vào trang trí, họp mặt, tiệc tùng, quà cáp hơn là vào Chúa. Chúng ta thường dành sự chú ý cho những điều ngoại vi, râu ria như ông già Noel, bị phân tâm bởi các buổi tiệc tùng hoành tráng, bởi các cơn sốt giảm giá mua sắm. Không chỉ thế, các kế hoạch báo cáo tổng kết cuối năm ở chỗ làm cũng chiếm hết cái tâm trí và thời gian của chúng ta. Thậm chí mãi đến lúc đã ngồi trong nhà thờ nghe hát ngợi khen Chúa, chúng ta cũng chỉ tập trung vào việc nhận xét, đánh giá, khen chê, và rồi mọi thứ trôi qua trong bận rộn, bon chen, căng thẳng, không thỏa lòng. Chúng ta thường chuẩn bị những bữa tiệc lớn cho Giáng sinh, gặp gỡ, họp mặt, quà cáp, vô tình tạo áp lực tài chính cho mình. Bạn thấy khó xử khi không đủ khả năng mua quà Giáng sinh theo ý thích người thân, hội thánh quá nhiều tín hữu khi tài chính bạn hạn hẹp. Bạn sợ mất lòng ai đó vì không thể tặng quà, công việc chồng chất đến mức không còn thời gian, tâm trí chung vui với hội thánh hay mời thân hữu tham dự truyền giảng. Ở góc độ nào đó, những điều này cũng quan trọng, nhưng hãy nhớ, Đức Chúa Trời muốn bạn vui mừng vì Chúa Giêsu Giáng sinh, chứ không yêu cầu bạn nỗ lực kiếm tiền để tổ chức một Giáng sinh hoành tráng. Satan rất là quỷ quyệt khi khiến chúng ta tập trung vào những điều không quan trọng thay vì tập trung vào chính Chúa. Cho nên, nhớ Chúa Giêsu đến thế gian trong hình hài nhi mong manh tại máng cỏ thấp hèn, rời bỏ thiên đàng vì chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta vô cùng, và ma quỷ luôn muốn con người bỏ qua tình yêu vĩ đại của Chúa bằng cách khiến chúng ta tập chú vào những thứ hư không. Ai cũng mong ước có một mùa Giáng sinh vui vẻ, nhưng lại chọn sai nguồn gốc niềm vui.
Bạn thấy thiếu không khí Giáng sinh khi không có cây thông với đèn chớp lung linh, những gói quà đầy màu sắc và tiệc tùng. Bạn lo bọn trẻ sẽ buồn chán nếu không có quà bánh, không được thấy ông Noel. Ma quỷ đã rất quỷ quyệt khi dùng truyền thông và cả truyền không để bóp méo niềm vui thật sự của mùa Giáng sinh. Bạn đang trông chờ điều gì ngoài cơ hội được chia sẻ tình yêu và sự chào đời của Hài Nhi Giê-xu cho nhiều người và hòa lòng ngợi khen Chúa trong đêm Giáng sinh? Nên nhớ, tâm điểm Giáng sinh là Chúa Giê-xu. Khi chúng ta thật sự gặp gỡ Ngài, mọi thứ sẽ khác. Tất cả sẽ mờ nhạt trước đấng toàn năng, đấng yêu thương. Cảm ơn Chúa. Trong nơi phương đông có một ngôi sao lạ sáng ngời, dẫn đưa sự sáng đường cho ba nhà thông thái. Trong đêm vượt qua bao dặm trường tìm gặp Chúa Giê-xu, vượt qua sa mạc mênh mông đến thờ lạy con trời. Đi đi đi, ta cùng đi tới sức mới Chúa ban, đi hoài không mỏi. Mau 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 tuôn thờ danh Chúa, cất tiếng hát vang ca lên mừng Chúa Giáng sinh. Kia trong nơi phương đông có một ngôi sao lạ sáng ngời, dẫn đưa sự sáng đường cho ba nhà thông thái. Trong đêm vượt qua bao dặm trường tìm gặp Chúa Giê-xu, vượt qua sa mạc mênh mông đến thờ lạy con trời. Đi đi đi, ta cùng đi tới sức mới Chúa ban, đi hoài không mỏi. Mau 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 tuôn thờ danh Chúa, cất tiếng hát vang ca lên mừng Chúa Giáng sinh. Kia trong nơi phương một ngôi sao lạ sáng ngời, dẫn đưa sự sáng đường cho ba nhà thông thái. Trong đêm vượt qua bao dặm trường tìm gặp Chúa Giê-xu, vượt qua sa mạc mênh mông đến thờ lạy con trời. Đi đi đi, ta cùng đi tới sức mới Chúa ban, đi hoài không mỏi. Mau 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 tuôn thờ danh Chúa, cất tiếng hát vang ca lên mừng Chúa Giáng sinh. Giê-xu Giáng sanh. Lúc ấy, Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David, gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Nên cảm ơn Chúa. Kính chào các đầy tớ Chúa và các anh chị em trong đường dây đời sống mới. Chúng ta đang ở trong mùa lễ Giáng sinh, cho nên chúng ta cùng học lời Chúa với nhau trong Luca đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Nhưng mà buổi tối hôm nay thì chúng ta chỉ tập trung một câu thôi, là câu 7. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở, hay là không còn chỗ cho họ. There was no room in the inn. Và tựa đề của bài giảng là không chỗ trong quán.
Wally, cháu 7 tuổi, nhưng mà khá lớn khác. Hơn nữa cháu học chậm so với các bạn đồng lứa. Mọi người tự hỏi không biết cô giáo sẽ cho Wally đóng vai gì trong vở kịch Giáng sinh năm nay. Và có người nghĩ rằng chắc có lẽ cô sẽ cho cháu kéo màn. Và mọi người rất ngạc nhiên khi cô giao cho Wally vai người chủ quán trọ. Và dĩ nhiên là Wally rất vui và háo hức với vai diễn của mình. Và trong vai này thì Wally chỉ nói vỏn vẹn có một câu: "There is no room in the inn." Không còn chỗ nào trong quán trọ cả. Và lúc nào tập dượt thì Wally đều nói đúng cả. Và đêm biểu diễn vở kịch bắt đầu. Màn được kéo lên cho cảnh một. Joseph và Marie bước vào sân khấu rồi đi đến quán trọ. Và Joseph nói với người chủ quán trọ: "Thưa ông, vợ tôi gần đến ngày sinh và không được khỏe. Có phòng trọ nào cho chúng tôi ở qua đêm nay không?" Và Wally đã sẵn sàng cho câu trả lời này. Và cháu nói rằng không, không còn. Rồi sau đó cháu lại ngập ngừng. Và rồi Wally quên bản đi phần sau. Mọi người đều hồi hộp, lo lắng cho Wally. Tội nghiệp Wally chẳng biết làm gì. Và ngay lúc đó thì Joseph mới bước về phía chuồng súc vật. Và nhìn thấy Joseph rời khỏi quán trọ thì Wally vội vã thốt lên một điều mà hoàn toàn không có trong kịch bản, và đặc biệt là hoàn toàn không có trong kinh thánh. Ta nói rằng lúc "There's plenty of room at my house. Just come on home with me." Ta nói rằng nhà con có nhiều phòng trống lắm. Ông bà hãy về nhà ở với con. Bây giờ Wally quên lời trong vở kịch, nhưng lời mời rất bất ngờ, không có trong kịch bản của em, đã nói lên được tấm lòng của em đối với ông bà Joseph và hài nhi Giê-xu sắp sửa ra đời. Nhà con có nhiều phòng trống lắm. Ông bà hãy về nhà ở với con. Nhưng tiếc thay, lời mời này lại không phải là lời mời của người chủ quán trọ năm xưa. Không còn chỗ nào trong nhà quán, chỉ còn cái chuồng súc vật. Chúa Giê-xu, vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, là đấng tạo hóa của cả vũ trụ này, đã sinh ra tại nơi thấp hèn nhất, đó là chuồng chiên mảng cỏ. Vì sao vậy? Vì nhà quán không còn chỗ. Nhà quán không còn chỗ. There was no room in the inn. Câu nói ngắn gọn này đã trở thành một trong những biểu tượng của sách Luca. Chúa Giê-xu Giáng sinh, có người không có chỗ cho Ngài. Trong suốt cuộc đời và chức vụ của Ngài, con người cũng không có chỗ cho Chúa. Đến cuối cuộc đời của Chúa Giê-xu, họ đã nhẫn tâm đóng đinh Ngài trên cây thập tự vì họ không muốn Ngài có một chỗ nào trong cuộc đời của họ cả. Câu hỏi mà Luca muốn mỗi chúng ta suy nghĩ trong buổi tối hôm nay, còn chúng ta có chỗ nào cho Chúa Giê-xu không? Phần thứ nhất, đó là không chỗ cho Ngài qua sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Khi vua Herod được các nhà thông thái báo tin vua dân Giu-đa vừa mới sinh ra đời, ông rất bối rối hoảng sợ vì nghĩ rằng con trẻ Giê-xu sẽ chiếm lấy ngai vàng của mình. Và vua lập tức triệu tập các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, tức các nhà lãnh đạo Do Thái giáo lại để tìm biết vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu. Họ trưng dẫn ngay trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 và xác định rằng vua dân Giu-đa sinh tại thành Bethlehem. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo biết rất rõ lời tiên tri về đấng Mê-sia sẽ đến để giải cứu, để đem sự cứu rỗi cho dân tộc của họ. Biết Ngài sẽ sinh tại thành Bethlehem. Thật sự thành Bethlehem chỉ cách thành Jerusalem một khoảng đường rất ngắn, rất là ngắn, chỉ có 6 dặm thôi. Và thậm chí họ còn chỉ đường cho các nhà thông thái tìm đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng chính họ lại không đến gặp và không thờ phượng Ngài. Vì sao vậy? Vì họ không chỗ nào cho Chúa Giê-xu. Còn Herod thì tìm mọi cách để giết Ngài. Phần thứ hai, đó là không chỗ cho Ngài qua cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu.
đọc xuyên suốt Luca và các sách Phúc Âm, chúng thấy Chúa Giêsu bị các nhà lãnh đạo Do Thái giáo bắt bớ, chống đối, vu khống, tìm mọi cách hãm hại. Tại quê hương Nazareth của Chúa, sau khi Ngài giảng tại nhà hội, thì Chúa đã gặp sự chống đối rất là dữ dội. Và Luca đoạn 4, 29 cho biết rằng họ kéo Ngài ra ngoài thành, đưa lên đỉnh núi cao để làm gì? Để ném Ngài xuống, để giết chết Ngài. Rồi sau khi Chúa chữa lành cho người bị quỷ ám ở tại Giê-ra-xê, thì dân thành đã yêu cầu Ngài rời khỏi địa phận của mình. Và cuối cùng thì các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, những người Pharisi và dân Do Thái đã loại bỏ Chúa Giê-xu ra khỏi cuộc đời của họ. Tại tòa án Pilát, họ đã đồng thanh la lớn lên rằng: hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Hình ảnh Chúa Giê-xu bị treo trên cây thập tự giá là lời xác chứng lớn nhất, mạnh mẽ nhất rằng không có chỗ nào cho Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng tôi cả. Thật buồn thay khi con người đã nhẫn tâm từ chối món quà quý báu nhất mà Đức Chúa Trời đã trao tặng cho họ là Chúa Giê-xu. Từ trời, Đức Chúa Trời nhìn thấy con người chìm đắm khốn khổ trong tội lỗi mà không có một lối thoát nào cả. Vì quá yêu con người, Chúa Giê-xu đã lìa ngôi thiên đàng vinh hiển, xuống tận trần gian thấp hèn này, trở nên một con người, chịu chết thay cho họ trên cây thập tự, để nhờ đó tội lỗi của họ được tha, để họ hưởng được sự sống đời đời với Ngài. Thế nhưng, con người lại không muốn nhận món quà đó, vì họ không có một chỗ nào cho Ngài. Và điểm thứ ba, không chỗ cho Ngài qua con người ngày nay. Ngày nay thì sao? Con người có một chỗ nào trong tấm lòng của họ cho Chúa Giê-xu không? Và chúng ta đã biết một học thuyết rất là nổi tiếng, đó là God is dead. Thượng đế đã chết rồi, hay Đức Chúa Trời đã chết rồi. Hay chủ nghĩa tự nhiên thì họ nói gì? Họ không tin rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người mà họ còn xúc phạm và nhạo báng. Họ nói rằng con người dựng nên thượng đế. Rồi những người khác thì nói rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Và với sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Tôi làm, tôi ăn, chứ không có trời nào ban cho cả. Và theo American Family Association, Hiệp hội những gia đình của Hoa Kỳ, thì họ cho biết rằng một số công ty ở tại Hoa Kỳ từ chối đề cập đến chữ Christmas. Christmas có nghĩa là ngày lễ kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Thay vì vậy, thì họ nói rằng holiday. Thay vì nói là Merry Christmas, chúc mừng ngày lễ Giáng sinh, thì họ nói rằng Happy Holiday, hay là chúc mừng ngày lễ vậy thôi. Và những công ty sau đây là những công ty từ chối không chịu đề cập đến Christmas và chỉ đề cập đến Holiday mà thôi. Đó là Target, Kroger, Office Max, Warren, Sears, Staples, Lowe's, JCPenney, Dell, Best Buy. Và nếu chúng ta hỏi những công ty này là tại sao lại cấm không có dùng chữ Christmas trong cái cửa hàng của họ hay là trong cái quảng cáo của họ, thì họ nói rằng bởi vì họ không muốn làm tổn thương những người khác. Nhưng mà khi họ làm vậy thì thật ra họ lại làm tổn thương rất nhiều người, và trong đó có những cơ đốc nhân của chúng ta. Con gái của mục sư Billy Graham là bà Anne Graham Locks đã được phỏng vấn trên đài truyền hình trong chương trình Early Show. Và phóng viên Jane Clayton hỏi bà Anne rằng: cớ sao Đức Chúa Trời lại có thể để cho một sự kiện như sự kiện của ngày 11 tháng 9 xảy ra? Chắc chắn chúng ta không ai quên được sự kiện này, phải không? Xảy ra vào năm 2001. Bà Anne Graham đã đưa ra câu trả lời rất xuất sắc và sáng suốt như sau: tôi tin Đức Chúa Trời rất buồn về việc này, cũng như chúng ta vậy. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chúng ta đã từng lớn tiếng kêu nài Đức Chúa Trời hãy ra khỏi học đường. Chúng ta biết là ngày nay tại học đường không được phép cầu nguyện với Đức Chúa Trời nữa. Rồi chúng ta cũng từng lớn tiếng kêu nài với Đức Chúa Trời rằng hãy ra khỏi chính quyền. Và họ đã gỡ bản 10 điều răn ra khỏi tòa án và ra khỏi mọi đời sống của chúng ta. Và tôi tin rằng vì Ngài là một con người quý phái và lịch sự, nên Ngài đã lặng lẽ rút lui và đã chấp nhận những lời yêu cầu đó của chúng ta.
Làm sao chúng ta có thể mong mỏi Đức Chúa Trời ban phước và bảo vệ trong khi chúng ta lại yêu cầu Ngài hãy rút lui và cứ để mặc cho chúng ta? Chúng ta hãy xem xét một vài sự kiện. Tôi cho rằng điều này được bắt đầu khi Marilyn Murray O'Hare, chính bà ta là người đã than phiền rằng chúng ta không muốn có bất kỳ một sự cầu nguyện nào trong nhà trường, thế là chúng ta đã đồng ý. Và bà Anne Graham đã tiếp tục như thế này: thật khôi hài biết bao, khi người ta đã đối xử tệ với Đức Chúa Trời, họ không có một chỗ nào cho Ngài trong đời sống của họ, trong tấm lòng của họ, nhưng rồi lại phân vân, hỏi rằng tại sao cái thế giới này đang biến thành một nơi như địa ngục. Thật khôi hài biết bao, khi mọi người đều mong muốn được đi đến chốn thiên đàng đã dành sẵn cho mình, nhưng lại không muốn phải tin, phải suy nghĩ, phải nói hay làm theo những gì mà Kinh Thánh dạy. Họ muốn được lên thiên đàng, nhưng mà họ lại không muốn tin, không muốn làm theo những gì mà Kinh Thánh dạy. Thật khôi hài biết bao, khi những trò dâm đảng, tục tiểu, khiếm nhã và bỉ ổi thì được phát đi một cách tự do thông qua hệ thống truyền thông, truyền hình, truyền thanh, báo chí, internet, cell phone. Trong khi đó, những cuộc thảo luận về Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì lại bị ngăn cấm tại các trường học và tại nơi làm việc. Chúng ta nhìn thấy vấn đề này. Những trò dâm đảng, tục tiểu, khiếm nhã, bỉ ổi thì được phát hình, phát thanh một cách rộng rãi ở trên đài truyền hình, truyền thanh, báo chí, internet, cell phone. Trong khi đó, những cuộc thảo luận về Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì lại bị ngăn cấm tại trường học, tại nơi làm việc. Vì sao vậy? Vì giống như 2000 năm cách đây, con người không có chỗ nào cho Chúa Giê-xu cả. Và điểm thứ tư là điểm cuối cùng. Là tất cả cuộc đời của con thuộc về Chúa Giê-xu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều không có chỗ nào cho Chúa Giê-xu. Trái lại, qua dòng lịch sử của nhân loại, hàng ngàn, hàng triệu con người đã sẵn lòng đồng sống, đồng chết với Chúa. Tất cả cuộc đời của họ tận hiến cho Ngài. Họ đồng thanh với sứ đồ Phaolô mà nói rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Người thứ nhất mà tôi muốn đề cập đến là bà Marie. Cách đây hơn 2000 năm, tại làng Nazareth, xứ Do Thái, có một nàng thôn nữ tin kính Chúa tên là Marie đã hứa hôn với Joseph. Nhưng khi họ chưa cưới nhau thì thiên sứ Gabriel hiện đến công bố cho Marie một biến cố huyền nhiệm. Nàng là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nàng sẽ chịu thai bởi Đức Thánh Linh và sinh một con trẻ. Con trẻ đó chính là con của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Và một điều chúng ta cần lưu ý đó là trong thời Tân Ước, hứa hôn là hình thức đính hôn và chỉ có thể hủy bỏ bởi ly dị. Dầu cặp vợ chồng đã đính hôn chưa sống chung với nhau khi chưa có lễ cưới, nhưng sự không chung thủy của người đã hứa hôn bị xem như phạm tội ngoại tình và bị trừng phạt bằng án tử hình. Cho nên trong thời Tân Ước thì chúng ta thấy rằng khác với ngày hôm nay, khác với hình thức đính hôn tại Việt Nam hay là tại Mỹ, trong thời Tân Ước tại xứ Do Thái, khi người nam và người nữ đính hứa hôn với nhau thì khi mà một người không có chung thủy thì họ bị xem là phạm tội ngoại tình và phải bị trừng phạt bằng án tử hình, khác với đính hôn tại Mỹ hay là ở tại Việt Nam. Và chúng ta nhớ cái bối cảnh đó. Và Marie đang đứng trước một sứ mạng rất là kỳ diệu nhưng hết sức khó khăn, nguy hiểm, vì chắc chắn tâm hồn nàng sẽ tan vỡ nếu Joseph từ hôn, và sau đó là sự sỉ nhục cung cực trước khi bị ném đá cho đến chết. Nhưng Marie đã hết lòng kính yêu Chúa, tin cậy Ngài. Cả cuộc đời của bà đã dâng trọn cho Chúa để Ngài sử dụng, khi bà nói rằng: tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Dù có thể bị từ hôn, bị sỉ nhục, bị ném đá cho đến chết, nhưng bà vẫn sẵn sàng thực hiện sứ mạng mà Chúa đã giao phó. Và thứ hai là những người chăn chiên. Trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh,
một thiên sứ đã báo tin cho những người chăn chiên, và ngay lập tức họ vội vã đến thành Bethlehem thờ phượng hài nhi Giêsu vừa mới ra đời. Và khi trở về, họ làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời vì mọi điều mà mình đã nghe và thấy. Và thứ ba là những nhà phong thái. Kinh Thánh tôi biết có những nhà phong thái cũng đến để thờ phượng hài nhi Giêsu. Chính sự xuất hiện của ngôi sao sáng bên đông phương cho họ biết sự ra đời của một vị vua, và họ đến để thờ lại Ngài. Từ phía đông của nước Do Thái, họ lặn lội đường xá xa xôi hàng ngàn dặm trên lưng những con lạc đà, và mất một thời gian rất dài thì họ mới đến được Bethlehem. Và Kinh Thánh cho biết họ mừng rỡ quá bồi khi thấy ngôi sao đông phương lại hiện ra đi trước mặt, dẫn họ đến ngay chỗ con trẻ ở. Vào nhà, họ thấy hài nhi Giêsu và Mary ở đó. Các nhà thông thái bèn sắp mình xuống thờ phượng hài nhi Giêsu và dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và bột dược. Những nhà thông thái là những người ngoại bang, lại vượt hàng ngàn dặm, trải qua biết bao khó khăn gian khổ để tìm kiếm và thờ phượng vua dân Giu-đa. Vì sao vậy? Vì lòng họ trông mong tìm kiếm Ngài, lòng họ mở ra để đón nhận hài nhi Giêsu. Và thứ tư là những tín hữu của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Cách đây không lâu lắm, tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, có 11 gia đình tín hữu di chuyển đến vùng di dân tự do, nhưng chính quyền đuổi đi vì cho rằng họ sẽ dụ dỗ cả làng tin Chúa. Họ nhất quyết không chịu đi, và rồi thì chính quyền đốt nhà của họ hết. Những người này giàu ngôi nhà, thật sự tôi dùng chữ ngôi nhà, nhưng mà thật sự cái nhà họ giống như một cái túp lều thôi. Cái túp lều che nắng che mưa không còn nữa, dầu nơi nhóm lại bị phá sập hoàn toàn, nhưng họ lại mở tất cả những căn phòng trong tấm lòng của họ để chào đón Chúa Giêsu, để Chúa chiếm hữu. Còn chúng ta ở trong một căn nhà rất đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, được tự do thờ phượng Chúa, chúng ta có chỗ nào cho Chúa Giêsu không? Có một bức thư của Chúa Giêsu viết cho chúng ta, nhưng mà có một người được sự cảm động của Chúa để viết lại bức thư này. Và bức thư rất là cảm động. Và tôi sẽ đọc cho quý bạn chị em nghe trong giờ phút này. Các con yêu dấu, hôm nay là ngày sinh nhật của ta. Mỗi năm đều có sự kỷ niệm ngày sinh của ta. Ngày con trời giáng thế làm người. Trong thời gian này, người ta đổ xô đi mua sắm, gửi những món quà cho nhau. Sự kỷ niệm ngày sinh của ta đã bắt đầu nhiều năm trước đây. Lúc đầu, nhiều người còn hiểu và biết ơn về những gì mà ta đã làm cho họ. Thời gian trôi qua, đến nay thì ít ai còn nhớ đến ý nghĩa của ngày này. Gia đình, bạn hữu chỉ họp lại để ăn uống, để vui chơi. Ta nhớ năm vừa rồi, một buổi tiệc lớn được tổ chức mừng ngày sinh nhật của ta. Trên bàn đầy những thức ăn thơm ngon, bánh ngọt, trái cây. Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, và nhiều món quà được gói rất đẹp. Nhưng các con biết không, ta lại không được mời, dầu ta là khách danh dự. Buổi tiệc được tổ chức cho ta, nhưng ta phải đứng bên ngoài. Lòng ta ao ước được bước vào để dự tiệc với họ. Thật ra điều này không làm cho ta ngạc nhiên, vì trong những năm gần đây, họ đều đóng cửa đối với ta. Và rồi ta quyết định bước vào một cách lặng lẽ và đứng tại góc của căn phòng. Ta thấy họ ăn và uống. Một số thì sai mềm, số khác thì nói những câu bông đùa và cùng cười phá lên. Tiếp theo đó, một người đàn ông mập mạp, mặc bộ đồ màu đỏ, với bộ râu cắn dài, vừa bước vào vừa la lên, khô khô khô. Ông ngồi trên ghế sofa, và tất cả trẻ em chạy đến, ôm chầm lấy và hô lên, ông già Noel, ông già Noel. Như thể buổi tiệc sinh nhật được tổ chức cho ông ấy vậy. Vào đúng nửa đêm, mọi người bắt đầu ôm chầm lấy nhau. Ta đứng đó, giơ hai tay ra, mong ước có một ai đó sẽ chạy đến và ôm chầm lấy ta. Nhưng các con biết không, không một ai làm điều đó cả.
rồi họ bắt đầu mở những món quà. Ta nhìn xem có món quà nào dành cho ta không? Các con ơi, các con sẽ cảm thấy thế nào nếu trong ngày sinh nhật của mình, mọi người trao đổi quà cho nhau, nhưng lại không có quà cho người họ đến giường sinh nhật? Ta hiểu rằng, họ không muốn ta có mặt trong chính buổi tiệc sinh nhật của ta. Vì thế ta đã lặng lẽ bước ra. Mỗi năm, tình trạng này càng tệ hại hơn. Người ta chỉ còn nhớ đến việc ăn uống với những buổi tiệc linh đình, mua sắm, tặng quà cho nhau. Nhưng ít ai còn nhớ đến ta. Mùa Giáng sinh năm nay, ta mong ước được bước vào đời sống của các con. Cách đây hơn 2.000 năm, vì cỡ các con mà ta đã đến trần gian, đã hy sinh mạng sống của ta trên thập tự giá để cứu các con. Các con có bằng lòng mời ta bước vào đời sống của các con không? Ký tên Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong phần tái bút, ta sẽ tổ chức buổi tiệc, được gọi là tiệc cưới chiên con, lộng lẫy huy hoàng mà không ai có thể tưởng tượng, không ai có thể hình dung được. Và hôm nay ta gửi thiệp mời đến từng người một. Có người sẽ hồi âm, nhưng có người sẽ chối từ. Người hồi âm sẽ được giữ chỗ trước và tên của họ sẽ được ghi vào Guestbook hay là The Book of Life, sách của sự sống. Và chỉ những người này mới được tham dự. Những người khác phải bị bỏ ra bên ngoài. Thưa quý bạn chị em, Chúa Giê-xu Giáng sinh, nhiều người không có chỗ cho Ngài. Trong suốt cuộc đời và chức vụ của Ngài, nhiều người cũng không có chỗ cho Chúa. Đến cuối cuộc đời của Chúa Giê-xu, họ đã nhẫn tâm đóng đinh Ngài trên cây thập tự, vì họ không muốn Ngài có một chỗ nào trong cuộc đời của họ cả. Và ngày nay nhiều người cũng không có chỗ cho Chúa, đặc biệt là trong xã hội mà chúng ta đang sống. Mong rằng mùa Giáng sinh năm nay, mỗi chúng ta sẽ mở trọn lòng mình để đón tiếp Chúa Giê-xu, để Ngài tự do hành động trong cuộc đời của chúng ta. Thưa quý bạn chị em, phải chăng có lúc chúng ta dự lễ Giáng sinh nhưng lại quên mất nhân vật chính? Đến nhà thờ để thưởng thức âm nhạc, những bài hát, những vở kịch. Đến để ngắm nhìn cây thông cùng sự trang hoàng lộng lẫy đẹp đẽ. Còn người hát, người búa, người diễn kịch thì mong đợi sự khen ngợi từ người nghe, nhưng lại quên điều hết sức quan trọng, đó là nhân vật chính của lễ Giáng sinh. Rồi những buổi tiệc Giáng sinh linh đình, ăn uống, nói chuyện, vui chơi, tặng và trao đổi quà cho nhau, nhưng lại quên chúc mừng và tặng quà cho nhân vật chính. Hay có những gánh nặng nào trong đời sống riêng tư của chúng ta, trong gia đình, trong công việc, đang lấp đầy lòng chúng ta, đến nỗi chúng ta không còn chỗ nào cho Ngài hay không? Hay có những đau đớn, phiền muộn, những sự ghen ghét, cay đắng, không tha thứ nào, đang lấp đầy trong lòng chúng ta, để rồi chúng ta không còn chỗ nào cho Chúa không? Hay có những con người, những thú vui, tiền bạc, của cải đang khống chế, điều khiển, đang chiếm hữu lòng chúng ta, đến nỗi chúng ta không còn chỗ nào cho Chúa nữa? Ngày 4 giờ này, mỗi chúng ta hãy dẹp bỏ, dẹp sạch những điều đó, để tấm lòng chúng ta sống không thánh sạch mà đón tiếp Ngài như bà Marie, như những người chăn chiên, như những nhà phong thái, như những tín hữu ở tại Điện Biên. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự, thậm chí cả mạng sống mình để đón tiếp Ngài, để vân phục và làm theo lời Ngài. Và hãy nói với Wally, nhà con có nhiều phòng trống lắm, ông bà và hài nhi Giê-xu hãy về nhà ở với con. Chúa Giê-xu là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa trên muôn Chúa, là đấng tạo hóa của cả vũ trụ này, đã Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm. Giờ này mỗi chúng ta hãy nói với Ngài rằng tất cả những gì con có thuộc về Ngài, tất cả khả năng, sức lực của con đều thuộc về Chúa. Và tất cả con người của con, thân thể, hồn linh đều thuộc về Ngài. Và khi tất cả những căn phòng của cuộc đời chúng ta đều được mở ra cho Chúa, thì Ngài sẽ bước vào cai trị, hướng dẫn, để rồi qua chúng ta, Ngài đem tình yêu, sự vui mừng, bình an, phước hạnh, sự cứu rỗi đến với nhiều người. Và thưa quý mạng chị em, đó chính là ý nghĩa thật của lễ Giáng sinh.
Và đó chính là niềm vui trọn vẹn của ngày lễ Giáng sinh. Nếu có những mùa Giáng sinh đã trôi qua mà chúng ta đã không nhận được niềm vui phước hạnh đó, mong rằng trong buổi tối hôm nay mỗi chúng ta đến với Chúa, để rồi mỗi chúng ta sẽ nhận được niềm vui ý nghĩa thật sự của mùa lễ Giáng sinh, để niềm vui này trào dâng trong lòng chúng ta và qua chúng ta đến với người khác nữa. Như lời Thiên Sứ nói rằng, hôm nay tin vui mừng sẽ đến cho toàn muôn dân, đó là Chúa Giêsu Christ đã giáng sinh vì cớ Ngài yêu thương chúng ta. Ngài đến trần gian này để tìm và cứu chúng ta, và Ngài cũng muốn dùng đời sống chúng ta để đem tình yêu, sự cứu rỗi này đến cho nhiều người khác nữa, để không còn ai đóng kín lòng mình, nhưng mà tất cả đều được mở ra để đón tiếp Chúa Giêsu. Mong rằng mùa Giáng sinh năm nay sẽ tràn ngập ý nghĩa khi chúng ta mở lòng ra đón tiếp Chúa, để cho Chúa làm việc qua chính đời sống của chúng ta, và rồi dùng chúng ta để đem niềm vui, phước hạnh, sự cứu rỗi đó đến với nhiều người. Amen. Kính lạy Chúa, là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu lớn lao và tình yêu vô điều kiện của Ngài. Tình yêu mà Đức Chúa Trời đã có từ ban đầu, và Chúa ơi, và Ngài đã thấy thế gian tội lỗi của chúng con. Ngài thấy sự vô vọng, sự tuyệt vọng của con người. Nếu không có sự cứu rỗi của Ngài, nếu không có chương trình cứu chuộc của Ngài, thì Ngài thấy thế gian đắm chìm trong tuyệt vọng, Chúa ơi. Và bởi tình yêu đó mà Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Giêsu Christ đến thế gian trong hình hài của một em bé Giêsu cách đây 2000 năm, Chúa ơi. Và lại Chúa, vì sự giáng sinh của Ngài, vì sự nhập thể của Ngài, Chúa ơi, để rồi Ngài đã trở nên đấng cứu chuộc nhân loại, và trong đó có chúng con. Và chúng con được làm con của Chúa, được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Cảm tạ ơn Chúa, chúng con hình dung nếu không có sự giáng sinh của Ngài, bây giờ nhân loại như thế nào, và bản thân chúng con sẽ tuyệt vọng ra làm sao khi chúng con sống trong thế giới mù mịt này, khi chúng con có biết bao nhiêu điều mà chúng con phải đương đầu, và chúng con và linh hồn chúng con sẽ như thế nào khi mà Ngài Chúa trở lại. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã thấy được điều đó, đã thấy được nhu cầu sự cứu rỗi của chúng con người chúng con, đã thấy những ngày chúng con đối diện với cuộc sống ở trong trần gian này. Và Chúa ơi, nhưng bởi sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã đem đến cho chúng con nguồn hy vọng. Chúa ơi, và Chúa giáng sinh để trở nên một con người trong xác thịt cho chúng con, để chúng con và chúng Chúa chết trên thập tự giá, bổ huyết ra để đền tội cho chúng con. Và Chúa ơi, trong niềm tin ấy, niềm tin đó, chúng con có một hy vọng tràn đầy, một hy vọng sống. Chúa ơi, để chúng con có một hy vọng đó để tiếp tục bước đi trong những ngày. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tình yêu đời đời của Ngài. Tối hôm nay chúng con học lời của Chúa, là Chúa có trong lòng chính mình con, cũng như ông bà anh chị em chúng con, có ai hờ hững với Chúa không? Có ai không mời Chúa vào lòng không? Có ai không thực sự để Chúa làm chủ trong cuộc đời của chúng con không? Và chúng con chỉ tập trung vào Giáng sinh, vào những quà cáp, vào những việc của thương mại, vào những cái lý mục đích khác nào mà ngoài cái mục đích là chúng con kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giêsu, và qua sự giáng sinh của Chúa thì chúng con được có ngày hôm nay, được sống những ngày thiên đàng trên đất, được sống tự do trong lời của Ngài, được cứu chuộc bởi huyết của Ngài, và được tự do trong lời của Ngài và trong huyết của Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, xin Chúa gõ cửa chính mình con, gõ cửa lòng chính mình con và ông bà anh chị em chúng con tối hôm nay, để chúng con rà soát lại. Chúa ơi, để chúng con đã như người thế gian kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh, hay là chúng con là những đứa con, người con thật sự của Chúa, để đón mừng Chúa, tiếp nhận Chúa vào lòng và dâng cuộc đời của mình sống cho Ngài. Chúa ơi, dâng cuộc đời của chúng con cho Ngài kể từ nay, vì bởi vì lòng biết ơn Chúa, Chúa đã yêu chúng con như thế nào, Chúa đã chết trên thập tự giá như thế nào. Với lòng biết ơn đó, chúng con nguyện dâng đời sống chúng con cho Chúa. Tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống chúng con dâng hết cho Ngài. Chúng con chịu tầm đóng đinh
đời sống bản cũ của chúng con vào thập tự giá với Ngài, và chúng con sống một đời sống mới với Ngài. Thì chúng con làm sáng nhân Chúa dễ thì ở thế gian này, Chúa ơi, giữa thế gian mà mọi người không, nhiều người không biết Chúa là ai, nhiều người nhỡ nhơ với sự kêu gọi của Ngài, thì chúng con phải bày tỏ ánh sáng của thiên thượng, bày tỏ ánh sáng của thiên đàng, bày tỏ chính Chúa Giêsu qua đời sống chúng con, qua hành vi cử chỉ, lời nói, việc làm, mỗi ngày, Chúa ơi, không phải là chỉ trong mùa Giáng sinh đâu, nhưng mà một năm 365 ngày, thì chúng con phải nhờ cậy Chúa để bày tỏ sự sáng của Chúa cho thế gian này, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp chúng con. Chúa ơi, chúng con làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho chúng con. Nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài hành động, Ngài cho chúng con không phải quay nghe để rồi lấy làm đủ mà lừa dối mình. Nhưng chúng con phải làm theo lời Chúa dạy, để chúng con bày tỏ Chúa qua đời sống chúng con. Cảm tạ ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa chúc phước cho đại tớ Chúa tối hôm nay và cùng toàn thể con cái Chúa một đêm phước hành, một mùa Giáng sinh vui vẻ, và mọi việc chúng con nói hay làm đều vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Tạ ơn Chúa nhiều lắm, thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.